quý vị, trong ngày hôm nay 16 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc và trao đổi nhiều vấn đề nóng của đất nước và thành phố với cử tri hai quận là Tân Phú và Gò Vấp. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri tại các quận Tân Phú và Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã nêu nhiều vấn đề nóng liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như dự án treo, xây dựng trái phép, thủ tục hành chính và việc giải quyết các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương còn chậm, khiến người dân đã khó khăn càng thêm khó. Cử tri đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ chuẩn bị cho đại hội đảng sắp tới, qua đó bày tỏ mong muốn quy hoạch và lựa chọn cán bộ cần có sự tính toán lâu dài, lựa chọn cán bộ xứng tầm để phục sự đất nước. Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng để kiện toàn bộ máy quản lý hành chính, thành phố còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là công tác cán bộ. Thành phố phát triển 10 năm qua là chính nhờ đội ngũ cán bộ đảng viên này, đại đa số là nỗ lực làm rất tốt mới phát triển được. Nhưng cũng có một số bộ phận có những nơi làm chưa tốt. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải rõ là cái bệnh thờ ơ, bệnh vô cảm trước bức xúc nhân dân là không được chấp nhận, không thể chấp nhận. Liên quan đến việc xử lý cán bộ sai phạm mà cử tri nêu, đặc biệt là những sai phạm trong công tác quản lý điều hành, người đứng đầu Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố đã làm đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị là không có vùng cấm trong xử lý cán bộ. Như vậy công tác kiểm tra giám sát vẫn còn phải tiếp tục và làm hiệu quả hơn. Trong quản lý, việc vi phạm pháp luật xảy ra mà không bị xử lý, kéo dài, dân biết không xử lý, cán bộ vẫn hoàn thành nhiệm vụ, cũng được. Một cái hướng chúng ta đã làm là xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ khi người dân đến cơ quan hành chính. Khi làm thủ tục hành chính có cái chỗ để chấm điểm cán bộ mà đánh giá xem người dân có hài lòng hay không. Cái này chúng ta đã làm, nhiều nơi làm rất tốt nhưng cũng có nơi chưa tốt. Trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Quốc hội cần quan tâm, xem xét và sớm làm sáng tỏ vụ án Hồ Huy Hải để trấn an dư luận, tạo niềm tin trong nhân dân đối với hệ thống tư pháp. Cử tri cũng đề nghị xử lý nghiêm các cá nhân liên quan đến những vụ trục lợi, mua máy xét nghiệm, trong khi cả nước vất vả chống chọi với đại dịch COVID-19.